Chữ nhất tâm ở đây có nghĩa là nhất tâm bất loạn. Đây là một cảnh giới chứng đắc rất cao. Sự nhất tâm bất loạn dù chưa diệt hết được kiến, tư hoặc, nhưng đã có khả năng phủ phục được rồi. Lý nhất tâm bất loạn thì đã diệt được nghiệp hoặc, tương đương với cảnh giới minh tâm kiến tánh của tông môn hoặc đại khai chiên giải của giáo hạ. Cảnh giới này thật sự không phải đơn giản. Nhưng xin hỏi, đến nay có ai đã niệm Phật được nhất tâm bất loạn chưa? Thời mạt pháp này, căn tánh chúng sanh hạ liệt dễ gì chứng đắc cảnh giới này. Đôi lúc chúng ta cũng nghe đến có người tự xưng là nhất tâm bất loạn. Nhưng xin thưa thật, một khi đã khoe ra thì còn gì là nhất tâm, còn đâu là bất loạn nữa. Niệm Phật chưa được nhất tâm bất loạn thì sự giảng sanh chưa được bảo đảm, nhưng nhất tâm bất loạn lại quá khó, không thể đạt được. Vậy người niệm Phật vẫn còn khó khăn để được giảng sanh. Tuy nhiên, sự khó khăn này là nói theo nghĩa tự tu chứng đắc, chứ chưa nói đến lực gia trì của Đức A Di Đà Phật. Đại thệ của Đức A Di Đà Phật là để cứu độ tất cả chúng sanh, chứ không phải chỉ cứu độ người chứng đến cảnh giới nhất tâm bất loạn. Ngài cư sĩ Hạ Liên Cư nói chưa được nhất tâm phải cần chuyên niệm, muốn không loạn phải niệm thành phiến, là để nhắc nhở chúng ta phải cố gắng niệm Phật tinh tấn hơn nữa, để đường giảng sanh càng được vững vàng hơn, chắc chắn hơn, giảm thiểu nhiều chướng ngại khi xả bỏ báo thân. Ấy thế, nhiều người niệm Phật chưa nhất tâm bất loạn, thành phiến cũng chưa đạt được, vậy mà đã sơ ý vội tự cho là đủ, tâm đã có phần tự mãn rồi. Đây thật là điều đáng tiếc. Ví dụ, nhiều người khi gặp được pháp môn niệm Phật, do nhờ thiện căn phước đức nhiều đời kết tập lại, họ phát lòng tin tưởng và thành tâm niệm Phật. Vì sự phát tâm lúc đầu quá mạnh, tâm quá chí thành, nên đã được những điều cảm ứng bất khả tư nghị, như bệnh nặng tự nhiên giảm, nhiều người mắc bệnh ung thư sắp chết, nhờ niệm Phật một thời gian tự nhiên hết bệnh. Những hiện tượng này là do lòng thành mà cảm được sự giá trị của Phật. Nếu người bệnh tiếp tục khẩn thiết tu hành, tín nguyện hạnh đầy đủ, thì chắc chắn họ sẽ tiếp tục được sự gia trì từ đại nguyện của A Di Đà Phật và chư Bồ Tát. Sau cùng, họ sẽ hưởng được phước phần an nhiên giảng sanh về nước Cực Lạc khi báo thân mãn. Nhưng cũng có một vài trường hợp khá đáng tiếc, là khi người niệm Phật đã hưởng được sự gia trì, nhưng sau cùng vẫn có thể bị chướng ngại và đôi khi có thể mất giảng sanh. Những trường hợp này tổng quát có thể quy tụ vào những nguyên nhân sau đây. 1. Người niệm Phật thối tâm. Thối tâm vì tưởng mình đã chứng đắc, vì tưởng niệm Phật như vậy là đủ, vì vừa được cảm ứng thì khởi niệm cao ngạo, vì khoe khoang ra ngoài, vì được nhiều người khen tặng mà tỏ ra tự mãn cao ngạo. Những trường hợp này chính là tự mình thối tâm. Một khi tâm bị thối chuyển, nếu không kịp thời lấy lại tâm kiên cố bất thối, thì thật là một điều đáng buồn, đáng tiếc cho chính người đó vậy. 2. Bị nghiệp khổ khảo. Bản thân trái chủ thử thách, tâm chưa được vững nên thối chuyển, mất niềm tin vào pháp niệm Phật. 3. Không gặp bạn lành khuyến tấn, lại bị bạn ác công kích dụ hoặc, bị nghịch duyên làm cho niềm tin bị chao đảo. Một khi tâm bị thối chuyển thì kéo theo sự phát nguyện giảng sanh không còn tha thiết, công phu niệm Phật hời hợt, tín nguyện hạnh không còn đầy đủ nữa. Chính vì thế có thể đưa đến hậu quả mất phần giảng sanh, thật là đáng tiếc lắm vậy. Vậy thì Ngài Hạ Liên Cư khuyên người niệm Phật, nếu chưa được nhất tâm thì phải cố gắng niệm Phật thành phiến, quả thực là chí lý. Niệm Phật mà thuận duyên thì đỡ phần trở ngại. Còn khi người niệm Phật ở bên cạnh rất nhiều người không niệm Phật, vợ, chồng, con cháu, anh em, bạn bè không niệm Phật, họ thường bài bác, ngăn cản, gây nhiều chướng ngại cho mình, nhất là trong lúc lâm chung, thì làm sao có thể an toàn giảng sanh. Để trả lời, Ngài Hạ Liên Cư nói, nếu chưa được nhất tâm thì phải cố gắng niệm Phật thành phiến. Diệu Âm xin bổ túc thêm, ngoài việc niệm Phật thành phiến, Ngài cố gắng kết hợp thành một nhóm nhỏ chuyên lòng niệm Phật với nhau, nghiên cứu kỹ về hộ niệm, để hộ niệm cho nhau khi có người lâm chung, thì đường giảng sanh Tây Phương trở thành rất vững vàng, rất chắc chắn.
niệm Phật nhất tâm bất loạn thì giảng sanh thượng phẩm. Nếu không được thượng phẩm thì niệm Phật thành phiến để tranh phần trung phẩm, có vậy mới an toàn. Đừng nên lơ là, đừng nên giải đãi, đừng nên cho rằng công phu đã đủ mà coi chừng bị trở ngại lúc cuối cùng. Niệm Phật thành phiến, niệm Phật thành mãn, niệm Phật thành khối có ý nghĩa tương tự. Đây là chỉ cho công phu niệm Phật tốt gần kề với sự nhất tâm bất loạn. Ngài Ấn Quang nói: từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng, luôn luôn niệm Phật. Lúc đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín đều giữ trong tâm câu Phật hiệu A-di-đà Phật. Đây là dạng niệm Phật thành phiến. Ngài Tịnh Không nói: lão thực niệm Phật cũng có ý nghĩa tương tự. Lão thực niệm Phật là thật thà, hiền lành, không cầu, không chấp, không cần hiểu lý lẽ gì cả, cứ niệm mãi câu Phật hiệu trong tâm. Người quyết lòng giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì chỉ cần một câu Phật hiệu niệm tới cùng, tha thiết cầu giảng sanh, không cần gì khác, sẽ nắm vững phần giảng sanh. Ai hỏi về lý không biết, ai hỏi về sự không biết, ai hỏi về đạo không biết, ai hỏi về đời không biết. Nói chung không cần biết nhiều làm chi, chỉ cần thành tâm niệm câu Phật hiệu, niệm luôn luôn, đừng để gián đoạn. Đây gọi là định. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật gọi là chánh định tụ. Tâm đã an trú vào câu Phật hiệu. Nếu có sơ suất, lỡ có giây phút nào quên, đừng quá lo ngại, hễ nhớ đến là lo niệm liền. Cầu A Di Đà Phật nhất định niệm mãi, niệm mãi để cầu nguyện được giảng sanh Cực Lạc. Được vậy thôi thì dễ dàng được giảng sanh, thành tựu đạo nghiệp. Một câu A Di Đà Phật sẽ giải quyết tất cả mọi vấn nạn. Bồ Tát Đại Thế Chí dạy: thanh tịnh niệm mãi câu Phật hiệu, không cần dây mượn phương tiện nào khác, tâm tự khai mở. Tâm tự khai mở thì sẽ tự biết tất cả pháp vậy. Xin nhắc lại, nếu chưa được nhất tâm bất loạn thì cố gắng lão thực niệm Phật. Dù có lão thực niệm Phật rồi cũng chưa đủ đâu. Đừng quên chuẩn bị hộ niệm như lý, như pháp cho nhau, thì nhất định chắc chắn ai cũng đều được giảng sanh. Giảng sanh về Tây Phương gặp Phật A-di-đà thì lo gì không khai ngộ. A-di-đà Phật, Diệu Âm, ngày 16 tháng 8 năm 2009. Hãy rời nghiệp chướng ra. Hỏi: A-di-đà Phật, kính chào anh Diệu Âm. Tôi thật rất khổ đau vì cái bệnh của tôi. Cứ một ngày được sống trong yên tĩnh và một ngày phải bị nghe tiếng trời đổ mưa thật lớn. Tôi thật sự oằn oải với bệnh này. Các bác sĩ vẫn không tìm ra căn nguyên. Tôi biết căn bệnh do nghiệp mà ra. Kính xin anh hãy giúp đỡ cho tôi. Xin chỉ dẫn làm cách nào để thoát ra cái ách nạn này. Xin chân thành cảm ơn anh Diệu Âm rất nhiều. A-di-đà Phật, Diệu Hưng. Trả lời: Diệu Hưng, mấy thư trước Diệu Hưng có nói đã theo một tập sách niệm Phật mà người viết tự xưng là chứng đắc, đã đạt đến niệm Phật tam muội gì đó tu tập phải không? Cố gắng giữ tâm hồn thanh tịnh, khiêm hạ, trở nên hiếu kỳ thì đường tu hành mới tránh khỏi ách nạn của thời mạt pháp. Thôi bây giờ có bệnh thì lo chữa bệnh trước đã. Thực ra cái bệnh của Diệu Hưng không có gì là oái âm lắm đâu. Rất nhiều người bị bệnh này chứ không phải chỉ riêng Diệu Hưng. Vậy thì trước tiên hãy cho nó là bệnh bình thường, rất thông thường, chứ không có gì là đặc biệt. Khi tuổi cỡ 40-50 trở lên thường hay mắc phải. Có người từ đó sinh ra nhức đầu, chóng mặt, ù tai, khó chịu. Có người nhẹ hơn chỉ nghe tiếng o, làm mất thoải mái một chút, thế thôi. Theo Diệu Âm nghĩ, không phải là bác sĩ nên chỉ nghĩ mà thôi. Bệnh này liên quan nhiều đến những sợi thần kinh trong lỗ tai bị kẹt ở chỗ nào đó, thành ra nó phát ra tiếng o o trong tai. Tiếng o o đôi lúc giống như tiếng ếch nhái kêu, tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi. Bệnh này không giống như cái bệnh mà lại giống như một cái tật. Đã không phải là bệnh, thành ra bác sĩ chữa không được. Thôi thì bác sĩ chữa không được thì mình khỏi tốn công đi bác sĩ, khỏi tốn tiền chạy chữa, khỏe ru. Đề nghị với Diệu Hưng hãy chữa theo người không bác sĩ này thử coi. Một là tự chữa, Diệu Hưng hãy làm các động tác thể dục này. Trước tiên hãy tập vận động cho các cơ bắp ở cổ bằng cách giữ thân đứng im,
rồi lắc cái đầu sang trái rồi phải 20 lần, cố gắng đưa càng sát xuống vai để kéo giãn các cơ ở hai bên. Lắc theo hướng trước sau, nghĩa là cúi xuống trước, ngước phía sau 20 lần, cố gắng đưa cho sâu để các cơ được hoạt động tốt. Xoay đầu qua phải rồi trái 20 lần, xoay đầu theo vòng tròn theo chiều kim đồng hồ, rồi ngược lại mỗi chiều 20 lần. Dùng hai ít bàn tay xoa vùng lỗ tai, ép kín lỗ tai rồi nhấn vào 20 lần để kích thích màng nhĩ. Dùng ngón tay chà lên xuống 20 lần dùng trước và sau tai để kích thích dùng thần kinh chung quanh tai. Dùng 10 đầu ngón tay gãi đầu theo chiều từ trước trán ra phía sau, sau tận sau óc, không nên làm ngược lại, từ 20 lần hoặc nhiều hơn càng tốt. Dùng đầu ngón tay út chấm dầu cù là xoa sâu vào lỗ tai, có thể dùng cù là xoa vào lỗ tai cho nóng, nhớ là trong lỗ tai chứ không phải dành tai, rất tốt. Cố gắng thực hiện phương pháp này mỗi sáng và chiều một thời gian thì có thể sẽ cảm thấy thoải mái hơn và bớt đi nhiều đó, hy vọng có thể bớt bệnh luôn. Hay là nói về bệnh khổ, khổ vì bệnh không tốt bằng sướng vì bệnh, vấn đề tâm lý. Khổ hay sướng đều do tâm tạo, mau mau hãy lấy tâm mà chuyển cảnh giới đi. Bệnh đã làm mình khổ rồi mà mình còn lo lắng, còn khổ sở vì bệnh nữa, thành ra mình chịu tới hai lần khổ. Hai lần khổ chồng nhau tức là khổ khổ, không tốt lắm. Bây giờ bệnh làm mình khổ nhưng mình không thèm khổ thì cái khổ đó nó được trung hòa, vậy thì đâu còn khổ nữa, phải không? Trước đây Diệu Âm có đọc một quyển sách tựa đề là Quẳng gánh lo đi và vui sống. Có một vị bác sĩ đã nói như vậy: người chết vì sợ bệnh nhiều hơn chết vì bệnh. Vị đó nói trong 10 người chết thì người chết vì sợ bệnh chiếm đến 9 phần, còn thực sự người chết vì bệnh chỉ có 1 phần. Vị đó khuyên rằng hãy vui vẻ mà sống, đừng quá lo sợ về bệnh. Đây thực là một lời khai thị tuyệt vời. Phật dạy vạn pháp duy tâm sở hiện, vạn sự đều do tâm tưởng mà hiện ra, thì khổ đau hay sung sướng đều do tâm mình tạo ra. Cụ thể, mỗi lần nghe tiếng mưa lớn là mình khổ đau, nay nghe tiếng mưa rơi thì hãy vui đi. Nếu không thấy vui thì coi như bình thường, đừng lo ngại gì nữa cả. Thực ra tiếng mưa rơi có gì đâu mà phải khổ, nó có đánh đập mình đâu mà đau. Cảm thấy khổ đau là tại mình ghét nó, ái ngại nó, đố kỵ với nó mới bị như vậy thôi. Nếu Diệu Hưng là người biết niệm Phật thì giải quyết càng dễ dàng hơn nữa. Hãy lấy tiếng mưa rơi làm tiếng niệm Phật, mỗi lần nghe tiếng mưa rơi thì niệm Phật, lấy âm thanh này như lời nhắc mình niệm Phật. Nếu có thể hãy niệm ra tiếng càng tốt, tiếng niệm Phật phủ lấp mất tiếng mưa rơi. Hãy lắng nghe tiếng niệm Phật của mình, hãy chú tâm vào lời niệm Phật của mình, hãy lấy tiếng ồn làm cơ hội để niệm Phật. Như vậy mỗi lần nghe tiếng mưa rơi là thời gian mình công phu, không nghĩ tới mưa rơi, cứ chăm chú tới câu Phật hiệu, như vậy vui sướng biết bao. Hãy quyết lòng tự chuyển đổi hoàn cảnh, chuyển bất thuận thành thuận lợi, chuyển khó chịu thành dễ chịu, chuyển khổ đau thành hạnh phúc. Phật dạy phiền não là bồ đề chính là đây. Thế gian pháp và Phật pháp đâu có khác nhau. Ba là về nghiệp chướng, nếu Diệu Hương cho rằng đó là bệnh nghiệp thì nên càng yên tâm hơn nữa, vì đã là nghiệp của mình thì nó sẽ theo sát mình, không trước thì sau mình cũng phải chịu, chịu bây giờ thì tương lai khỏi chịu nữa. Như vậy bây giờ nó trổ ra tức là mình đang được tiêu nghiệp. Nghiệp tiêu thì phước tăng, phước tăng thì khi lâm chung mình niệm Phật dễ dàng và sẽ được an nhiên giảng sanh tịnh độ, vậy thì vui chứ sao lại buồn. Bệnh nghiệp nó đã trổ ra, mình sợ hay không thì nó vẫn hiện hành. Bệnh khổ hiện hành thì chắc chắn không thể thoải mái, nhưng mình trốn nó vẫn theo mình, vì nghiệp theo mình như bóng theo hình, mình càng sợ nó thì nó càng làm dữ. Vạn pháp duy tâm sở hiện mà, nên nhớ nghiệp đã hiện hành thì nghiệp báo hiện tiền, nghiệp báo hiện tiền là hiện báo thì tương lai bất nghiệp báo. Hiểu được đạo lý này thì phải chăng đây là một sự may mắn, hãy an tâm cho nghiệp nó tiêu đi, đừng than vãn, đừng lo lắng, đừng than trời trách đất mà tâm mình lại duyên với nghiệp, khiến cho nghiệp muốn rời đi mà không nỡ ra đi. Nghĩa là mình bám lấy nó
thì nó sẽ ở lại với mình để tương lai tái diễn cái trò báo hại khác không tốt. Vậy thì tại sao không hoan hỷ với chứng bệnh này để nó đi luôn đi cho rồi, nếu kéo nó lại làm chi? Ngài Liên Trì Đại Sư dạy rằng: đừng nghĩ tới nghiệp, đừng tưởng tới nghiệp, đừng nhớ tới nghiệp, mà đành phải theo nghiệp thọ báo. Hãy nghĩ tới Phật, tưởng tới Phật, nhớ tới Phật, niệm Phật cầu giảng sanh, thì cuối báo thân này sẽ được giảng sanh cực lạc về giới A-di-đà Phật. Nhất thiết duy tâm tạo, hãy cố gắng hướng tâm mình theo A-di-đà Phật là hay hơn cả. Hòa Thượng Tịnh không vậy. Nghiệp chướng, phiền não chướng đều do tâm tưởng mà hiện ra. Người sợ bệnh thì bệnh cứ đeo đuổi suốt đời. Người không sợ bệnh thì không còn thấy bệnh. Nếu tâm vẫn như vậy thì bệnh đến chẳng qua là thân bệnh, chứ đâu phải là tâm bệnh. Mỗi lần có bệnh thì tâm càng an nhiên tự tại, đón nhận cơn bệnh như một bài pháp thật hay để ngộ ra đường đạo. Người niệm Phật cầu giảng sanh cực lạc mà còn sợ bệnh, còn sợ chết, thì làm sao gọi là nguyện giảng sanh tha thiết, thì làm sao được giảng sanh bất thối thành Phật? Nói rõ hơn một chút, người sợ chết thì phải chết vì mê mờ tham tiếc cái thân vô thường. Khi chết, họ bám theo cái thân vô thường mà chịu sanh tử vô thường trong sáu đường luân hồi khổ nạn. Người hiểu đạo, họ không bám theo cái thân, thành ra họ không sợ chết. Khi xả bỏ báo thân là cơ may cho họ thực hiện mộng ước vượt sanh tử luân hồi. Cùng một sự việc nhưng khổ đau hay hạnh phúc khác nhau, người không biết đường giảng sanh, họ bám theo thân mạng vô thường để chịu chết trong đau khổ. Người niệm Phật biết đường giảng sanh, họ sẽ giảng sanh về Tây Phương Tịnh Độ, hưởng cảnh sống an vui thanh tịnh, thần thông diệu dụng bao trùm pháp giới. Hãy rời nghiệp ra thì tự nhiên hóa giải được nghiệp. Bốn là, nếu cho đây là ma nghiệp thì Ngài Ứng Quang Đại Sư nói, người biết tu hành nếu gặp ma chướng vẫn có thể làm tăng thiện duyên cho họ tiến tu đạo nghiệp. Còn người không biết tu hành, dù có gặp thắng cảnh đi nữa cũng sớm biến thành ma sự mà thôi. Tại sao vậy? Vì người biết tu hành là người khiêm nhường, chí thành, chí kính. Người biết khiêm nhường, chí thành, chí kính thì luôn luôn tự xác định rõ ràng là mình còn yếu kém, nhiều nghiệp chướng. Nhờ đó mà họ mới lo tinh tấn tu hành, siêng năng niệm Phật, tha thiết cầu Phật tiếp độ giảng sanh, chứ không bao giờ dám vỗ ngực xưng danh là mình đã tu hành chứng đắc. Nhờ lòng chí thành và khiêm cung này, một khi nghiệp báo hiện hành hoặc bị ma chướng thử thách, thì đây chính là những lời nhắc nhở thích đáng, giúp họ cố gắng hơn, tinh tấn hơn, thành tâm hơn. Như vậy, nghiệp chướng, ma chướng, nghịch duyên không phải đã làm tăng thiện duyên cho họ sao? Còn người không biết tu hành thì tâm hồn thường vọng động, thích hiếu kỳ hay khoe khoang, không khiêm nhường, thiếu lòng chí thành, chí kính. Khi mới có được một chút công phu nào đó thì liền vội vã tự mãn, thực quá sai lầm. Tâm vọng động thì cảm ứng cảnh vọng động, lấy tâm vọng soi cảnh vọng mà cứ tưởng là chứng đắc. Ấn Quang Đại Sư nói, người không biết tu dù thấy thắng cảnh cũng biến thành ma sự. Hà huống chưa chắc đó thực sự là thắng cảnh, thực là một lời khai thị quý hóa. Chính vì vậy, xin khuyên rằng người tu hành trong thời này cần phải theo sát kinh, cần y giáo phụng hành, chứ nên tự tung tự tác, phải nương theo thiện tri thức chân chính, phải lấy các lời huấn thị của chư tổ sư cao tăng làm mẫu mực tu tập. Nhất định đừng nên sơ ý, mới mong có ngày thành tựu vậy. Hãy vui vẻ thành tâm niệm Phật, đem công đức hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, hồi hướng lịch đại kiếp số oán thân trái chủ, hồi hướng cho cửu huyền thất tổ, hồi hướng cho những ai có duyên với mình trong bất cứ hình tướng nào. Hãy thành tâm làm hàng ngày nhé. Thoải mái, vui vẻ, tin tưởng, rời tất cả nỗi khổ xa để niệm Phật thì tự nhiên hóa giải tất cả vậy. A-di-đà Phật. Diệu Âm, ngày 6 tháng 9 năm 2009. Cầu siêu cho người theo đạo Công giáo. Hỏi: má em và các anh chị em trong gia đình theo đạo Phật ngoại trừ ba em. Nay ba em đã lớn tuổi, sức khỏe yếu, nghĩ đến việc lo hậu sự cho ba em sau này, tụi em có dò hỏi ý của ba thì ba cho biết, khi ba mất, ba muốn tang lễ sẽ làm theo nghi thức Công giáo,
vì ba không tin vào Phật giáo và hơi cố chấp. Tụi em rất phân vân và cũng không biết phải làm thế nào. Vì tin Phật và tin vào pháp môn Tịnh Độ nên tụi em rất muốn ba niệm Phật để cầu giảng sanh, thoát sanh tử luân hồi. Nhưng điều này rất khó lay chuyển ba em. Vậy khi ba em lâm chung, tụi em có nên niệm Phật hộ niệm không? Hay có thể niệm Phật cầu siêu, nhất là 49 ngày sau khi mất không? Trả lời: hộ niệm chỉ kết quả khi người được hộ niệm phải tin tưởng, phải phát nguyện giảng sanh và phải niệm Phật. Chính người ra đi phải có đầy đủ ba món tư lương này. Nếu người ra đi không tin, không nguyện, không niệm Phật thì không cách nào hộ niệm thành công được. Cách đây mấy tháng ở Sài Gòn, có người cả gia đình đều theo đạo Thiên Chúa giáo, nhưng khi bị bệnh sắp chết, họ được giới thiệu đến các ban hộ niệm. Họ tin tưởng, cả gia đình đồng hỗ trợ. Ban hộ niệm đến niệm Phật hộ niệm và kết quả được giảng sanh, thoại tướng rất tốt, thật bất khả tư nghị. Nhưng đây là người bệnh đã phát khởi lòng tin, tha thiết cầu giảng sanh và chí thành niệm Phật. Bà của Liên Hương không tin, không nguyện, không niệm Phật thì làm sao có thể hộ niệm được? Hộ niệm không phải là chờ chết rồi mới hộ niệm, mà phải thực hiện trước khi chết, tức là ngay những ngày còn sống phải củng cố tín nguyện hạnh của người đó. Đến lúc lâm chung chỉ là giai đoạn chót để hoàn thành việc hộ niệm. Nếu bây giờ Liên Hương khuyên ba chấp nhận được điều này thì hộ niệm mới mong có kết quả. Nếu ông cụ không chấp nhận, không những thế mà còn chống đối thì không thể hộ niệm được. Nếu Phan Duyên cưỡng bức hộ niệm thì không có kết quả tốt, mà có thể gây thêm họa cho người xa đi. Nên nhớ, một ý niệm sai lầm trước phút xả bỏ báo thân đưa họ vào đường đọa lạc. Người không tin chống bán mà mình tới hộ niệm thì dễ làm cho họ phiền não, sân giận, buông lời phỉ báng Phật pháp. Tất cả đều tạo tội cho họ và chiêu cảm đến những cảnh giới không tốt. Còn việc cầu siêu thì nên làm. Cầu siêu là chết xong rồi mới làm. Đây là vì lòng hiếu thảo của con cháu. Hãy thành tâm cầu Tam Bảo gia hộ, làm thiện, phóng sanh, in kinh, bố thí, đem tất cả công đức hồi hướng để gỡ bớt tội cho vong nhân. Bên Thiên Chúa giáo mình cũng cần tới cầu nguyện. Nói chung, cứ làm tất cả những chuyện phước thiện, được tới đâu hay tới đó, để giảm bớt tội chướng của vong nhân. Nhân dịp tháng 7 âm lịch này là tháng Du Lan báo hiếu, nên mẹ cháu có tụng kinh Du Lan báo hiếu, niệm Phật và hồi hướng cho cửu huyền thất tổ, mong tất cả mọi người sớm siêu sanh tịnh độ. Mấy ngày gần đây, mẹ cháu liên tiếp thường nằm mộng thấy ông nội và bà nội cháu, thấy rất rõ ràng. Bà nội thì tâm trạng rất vui vẻ, còn ông nội thì buồn rầu. Không biết như vậy là sao vậy chú? Mong chú giải bày dùm. Thành thật biết ơn chú Diệu Âm, mẹ cháu đang rất lo lắng. Trả lời: mùa Du Lan báo hiếu, tụng kinh Du Lan báo hiếu rất tốt. Người tu tịnh độ nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật cầu sanh tịnh độ, quyết lòng niệm Phật rồi hồi hướng công đức cũng rất tốt. Nhưng để bảo đảm việc giảng sanh, người tu niệm Phật cần nên nhất môn thâm nhập trường kỳ huân tu, để câu A-di-đà Phật thâm nhập vào tâm, khi lâm chung tránh khỏi những tạp chủng khác chen vào mà mất phần giảng sanh. Nghĩa là muốn chắc chắn được về tới miền cực lạc của Phật A-di-đà thì lúc lâm chung phải niệm cho được danh hiệu A-di-đà Phật cầu sanh tịnh độ. Người nào đáp ứng đúng theo đại nguyện của Đức Phật A-di-đà thì được giảng sanh về cực lạc. Khi đã giảng sanh về miền cực lạc rồi thì ngày Du Lan họ không cần ai tụng kinh cầu siêu cho họ nữa đâu. Bây giờ mình tụng kinh báo hiếu cho họ và cầu cho họ siêu sanh là phải chăng? Mình nghĩ rằng người thân của mình không được siêu sanh. Khi hồi hướng xong, họ hiện về báo mộng. Đây là do lòng thành mà cảm ứng. Ứng này có thật hay không vẫn diễn tả cảnh vô thường, mộng huyễn. Sống thì đua chen với đời, lợi lợi danh danh. Chết thì mong tìm từng phút trong mộng để tỏ nỗi cảm thông. Đức Phật A-di-đà thề rằng người nào trước phút lâm chung mà nghe được danh hiệu Ngài, niệm được danh hiệu Ngài, dẫu cho 10 niệm cầu sanh cực lạc mà Ngài không tiếp dẫn về Tây Phương thì Ngài không thành Phật. Về Tây Phương thì thành Thánh chúng, thành Bồ Tát, không còn là mộng huyễn nữa. Có pháp nào cao hơn pháp niệm Phật?
Có công đức nào cao hơn công đức niệm Phật? Có câu kinh nào vượt qua câu Phật hiệu A-di-đà? Vậy thì tại sao người thân chúng ta lại không được siêu sanh vậy? Vì không niệm Phật cầu sanh tịnh độ khi lâm chung. Đây rõ ràng là một bài pháp thật hay, thật thấm thía cho người còn sống vậy. Bây giờ trong giấc chiêm bao, mình thấy người thân hiện về, dù vui hay buồn, dù đẹp hay xấu, với bất cứ hình tướng nào, vẫn là còn trong sáu đường luân hồi khổ ải. Trong sáu đường đó, đường nào có thể thoát dòng sanh tử? Mà hơn nữa, Phật nói, nhân thân nàng đắc mà. Dễ gì vào được ba đường thiện? Cho nên, người đã gặp được Phật đạo mà chưa ngộ được đường nào thành đạo, đường nào luân hồi thì đáng tiếc lắm thay. Mờ mờ mịt mịt đường tu thì dẫu có tiếng là tu, nhưng kết quả vẫn tiếp tục chìm trong bể khổ. Mộng mị do chính tâm mình ứng hiện, dù thật hay giả, đúng hay sai, vẫn là cảnh vô thường mộng huyễn. Những hiện tượng thấy được trong giấc chiêm bao, dù vui hay buồn, cũng chỉ là giấc mộng. Biết là mộng rồi thì hãy mau buông mộng xuống mà ngày đêm niệm Phật cầu về Tây Phương. Vĩnh Gia Thiền Sư đời nhà Đường nói: mộng lý minh minh hữu lục thú, giác hậu không không vô đại thiên. Trong mộng rõ ràng có sáu thú, ngộ rồi đại thiên cũng trống không. Lục thú là lục đạo luân hồi. Người chưa ngộ đạo giống như người nằm mộng, thấy đủ thứ tưởng là thật mà thành giả. Vậy thì xin đừng chấp vào giấc mộng làm chi cho thêm mộng mị. Khi đã mộng, dù giấc mộng đó là thật hay giả, thì rõ ràng sáu đường luân hồi đang trói chân mình, trói chân người trong mộng, chưa ai thoát ly được. Vậy thì mau mau tỉnh ngộ, quyết lòng niệm Phật để lúc lâm chung niệm được 10 câu Phật hiệu mà thoát dòng trần lao. Nghĩa là đừng đi lòng vòng, đừng tu lòng vòng, đừng cầu lòng vòng, đừng mơ lòng vòng, đừng tưởng lòng vòng nữa. Thương người thân quá cố, không cần gì phải chờ tới ngày Du Lan mới tụng kinh hồi hướng công đức, mà hàng ngày, ngày ngày sáng trưa chiều tối luôn luôn niệm Phật, đi đứng nằm ngồi, nói nín niệm mãi trong tâm câu Phật hiệu. Chiều lại hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, hồi hướng cho lịch đại oán thân trái chủ, hồi hướng cho ông bà cha mẹ, cửu huyền thất tổ, bà con quyến thuộc trong nhiều đời nhiều kiếp, nguyện cầu cho họ siêu sanh, thì mình tạo vô lượng công đức, và người thân cũng hưởng được lợi lạc vô biên, và hóa giải được biết bao nhiêu những oan trái tiền khiên. Lục tự di đà vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương. Tạm dịch, sáu chữ di đà chuyên tâm niệm, về tới Tây Phương đâu khó khăn. Mình niệm Phật cầu sanh Tây Phương thì mình về Tây Phương. Mình khuyên người thân quá cố của mình niệm Phật cầu về Tây Phương thì người thân của mình cũng có thể siêu sanh tịnh độ. Nếu người thân quá cố của mình không biết niệm Phật thì khi mình về tới Tây Phương cực lạc thì người thân quá cố của mình thoát được các cảnh giới tối tăm trong tam ác đạo, công đức lớn biết là bao. Niệm Phật quyết sanh tịnh độ chính là đường thành đạo của mình. Cứu độ ông bà cha mẹ, cứu cửu huyền thất tổ, cứu độ vô biên chúng sanh vậy. A-di-đà Phật. Diệu Âm, ngày 9 tháng 9 năm 2009. Hồi hướng. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh cực lạc quốc.